Ở buổi trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian. Thì bao gồm các vị trí đó là cắt nhau, song song, trùng nhau và chéo nhau. Vậy đối với đường thẳng và một mặt phẳng trong không gian thì có những vị trí tương đối gì với nhau? Thì ở buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào nội dung đó là đường thẳng và mặt phẳng song song. Chúng ta sẽ được học các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Từ đó chúng ta sẽ có các tính chất để nhận biết đường thẳng D song song với mặt phẳng alpha. Chúng ta sẽ cùng vào một la mã, đó là vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Thì chúng ta cho biết trước một đường thẳng D và một mặt phẳng alpha. Khi đó dựa vào số điểm chung của đường thẳng D và mặt phẳng alpha thì chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp đầu tiên chúng ta gọi là đường thẳng D song song với mặt phẳng alpha. Thì chúng ta nhận thấy rằng khi đó đường thẳng D và mặt phẳng alpha không có điểm chung. Trường hợp thứ hai chúng ta gọi là đường thẳng D cắt mặt phẳng alpha. Khi đó đường thẳng D và mặt phẳng alpha có một điểm chung, và trong trường hợp này đó chính là điểm M. Và trường hợp thứ ba đó là khi đường thẳng D nằm trong mặt phẳng alpha. Vậy thì khi đó tất cả các điểm nằm trên đường thẳng D đều thuộc mặt phẳng alpha. Như vậy tóm lại là chúng ta sẽ có 3 vị trí. Đường thẳng D và mặt phẳng alpha không có điểm chung thì chúng ta nói D song song với alpha. Trường hợp thứ hai đó là D và alpha có một điểm chung duy nhất là M thì chúng ta nói D và mặt phẳng alpha cắt nhau tại điểm M. Và trường hợp cuối cùng, trường hợp thứ ba thì đường thẳng D và mặt phẳng alpha có từ hai điểm chung trở lên. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ có đường thẳng D nằm trong mặt phẳng alpha hay là mặt phẳng alpha chứa đường thẳng D? Như vậy tóm lại chúng ta có tất cả là 3 vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng dựa vào số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng. Vậy thì để nhận biết một đường thẳng D song song với mặt phẳng alpha thì chúng ta có thể dựa vào số điểm chung của chúng. Vậy thì ngoài ra chúng ta có dấu hiệu nào khác hay không thì chúng ta sẽ cùng vào định lý 1. Định lý 1 của chúng ta đó là khi đường thẳng D không nằm trong mặt phẳng alpha và D song song với đường thẳng D' nằm trong mặt phẳng alpha thì chúng ta sẽ có D song song với mặt phẳng alpha. Chúng ta có thể viết định lý 1 như sau. Định lý 1 đó là đường thẳng D không nằm trong mặt phẳng alpha. Đường thẳng D song song với đường thẳng D', trong đó đường thẳng D' nằm trong mặt phẳng alpha. Từ ba điều này thì chúng ta sẽ rút ra được rằng đường thẳng D sẽ song song với mặt phẳng alpha. Chúng ta sẽ cùng vào hoạt động 2 như sau. Hoạt động 2 của chúng ta đó là cho tứ diện ABCD gọi MNP lần lượt là trung điểm của AB, AC và AD. Các đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt phẳng BCD hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tứ diện ABCD. Chú ý rằng các đường thẳng chúng ta không nhìn thấy thì vẽ bằng nét đứt, và các đường thẳng nhìn thấy thì vẽ bằng nét liền. Đây là điểm A, điểm B, điểm C và điểm D. Trong đó M là trung điểm của AB. M là trung điểm của AB. N là trung điểm của AC. N là trung điểm của AC và P là trung điểm của AD. Đây chính là điểm P. Các đường thẳng MN, NP, PM có song song với mặt phẳng BCD hay không? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau xếp vị trí tương đối của đường thẳng MN với mặt phẳng BCD. Chúng ta muốn chứng minh được rằng đường thẳng MN song song với mặt phẳng BCD thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh đường thẳng MN song song với một đường thẳng trong mặt phẳng BCD. Ở trường hợp này, chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh MN song song với BC. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh như sau. Đầu tiên, đó là chứng minh MN
MN song song với BC. Và từ đó chúng ta sẽ rút ra là MN song song với mặt phẳng BCD. Thì thật vậy, chúng ta xét mặt phẳng ABC. Trong mặt phẳng này chúng ta có M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC. Vậy thì suy ra MN sẽ là đường trung bình của tam giác ABC. Thì chúng ta nhớ đến tính chất đường trung bình của tam giác, chúng ta sẽ suy ra được rằng MN của chúng ta song song với BC. BC. Xét mặt phẳng ABC có M và N. Lần lượt là trung điểm. Lần lượt là trung điểm của AB và AC. Đây là giả thiết của chúng ta đã cho. Vậy thì từ đây chúng ta rút ra được rằng MN là đường trung bình của tam giác ABC. Thì chúng ta sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác, chúng ta sẽ rút ra rằng MN của chúng ta sẽ song song với BC. Như vậy chúng ta có thứ nhất là đường thẳng MN không nằm trong mặt phẳng BCD. Thứ hai đó là MN song song với đường thẳng BC chúng ta đã chứng minh ở trên. Ngoài ra thì chúng ta có đường thẳng BC nằm trong mặt phẳng BCD. Vậy thì từ ba điều trên, theo định lý 1 thì chúng ta sẽ rút ra được rằng đường thẳng MN sẽ song song với mặt phẳng BCD. Đây chính là định lý 1. Chúng ta chứng minh hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng sẽ có MP và NP song song với mặt phẳng BCD. Chúng ta sẽ có đó là MP song song với mặt phẳng BCD và NP song song với mặt phẳng BCD. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang định lý 2. Đó là cho đường thẳng A song song với mặt phẳng alpha. Nếu một mặt phẳng beta chứa đường thẳng A và cắt alpha theo giao tuyến là B, thì khi đó đường thẳng B sẽ song song với A. Chúng ta sẽ cùng nhau viết lại định lý 2 như sau. Định lý 2. Chúng ta có đường thẳng A song song với mặt phẳng alpha. Và đường thẳng A nằm trong mặt phẳng beta. Ngoài ra thì chúng ta có giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta là đường thẳng B. Từ ba điều này thì chúng ta sẽ rút ra đó là đường thẳng B, giao tuyến của hai mặt phẳng sẽ song song với đường thẳng A. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau vào ví dụ như sau. Ví dụ đó là cho tứ diện ABCD, nếu M là một điểm thuộc miền trong của tam giác ABC, alpha là mặt phẳng qua M song song với AB và CD. Yêu cầu xác định tiết diện của mặt phẳng alpha với tứ diện ABCD và hỏi tiết diện đó sẽ là hình gì? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào hình 42. Chúng ta lấy M là một điểm nằm trong tam giác ABC. Chúng ta chú ý rằng là mặt phẳng alpha đi qua điểm M song song với AB và CD. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng tiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha như sau. Thì thứ nhất đó là theo giả thiết thì chúng ta có AB song song với mặt phẳng alpha. Đây là theo giả thiết. Thứ hai đó là chúng ta nhận thấy rằng AB của chúng ta là nằm trong mặt phẳng ABC. Chúng ta gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABC là một đường thẳng D. Vậy thì theo định lý trên chúng ta rút ra được rằng
chúng ta rút ra, đó là đường thẳng D sẽ song song với AB. AB. Và chú ý đó là chúng ta nhận thấy điểm M của chúng ta nằm trên mặt phẳng ABC và điểm M cũng thuộc mặt phẳng alpha. Do đó đường thẳng D của chúng ta sẽ là một đường thẳng đi qua M song song với AB. Mà điểm M của chúng ta thuộc giao của hai mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABC. Do đó đường thẳng D của chúng ta thỏa mãn thứ nhất đó là đi qua M. Và song song với đường thẳng AB. Do đó ở trong mặt phẳng ABC, qua điểm M, chúng ta sẽ dựng một đường thẳng song song với AB, cắt hai cạnh AC và BC lần lượt là E và F. Như vậy trong mặt phẳng ABC, qua M, dựng đường thẳng song song với AB. Cắt AC và BC lần lượt tại E và F. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định các giao điểm tiếp theo như sau. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng BCD. Xác định giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng BCD. Thì theo giả thiết chúng ta biết rằng đó là đường thẳng CD song song với mặt phẳng alpha. Đây là theo giả thiết. Mà đường thẳng CD của chúng ta nằm trong mặt phẳng BCD. Chúng ta sẽ gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha và đường thẳng BCD là đường thẳng delta. Ngoài ra thì chúng ta nhận thấy đó là điểm F của chúng ta nằm trong mặt phẳng BCD. Điểm F của chúng ta nằm trên đường thẳng D, nằm trên mặt phẳng BCD. Mặt phẳng alpha. Do đó điểm F sẽ đóng vai trò là giao điểm của mặt phẳng alpha và mặt phẳng BCD. Alpha giao với mặt phẳng BCD. Vậy thì từ 4 điều này thì chúng ta sẽ rút ra đường thẳng delta của chúng ta sẽ song song với đường thẳng CD. Ngoài ra thì đường thẳng delta sẽ đi qua điểm F. Do đó trong mặt phẳng BCD, chúng ta cùng nhìn vào hình. Trong mặt phẳng BCD, từ điểm F cô sẽ dựng một đường thẳng song song với đường thẳng CD. Và đường thẳng này sẽ cắt BD tại điểm G. Khi đó đường thẳng FG của chúng ta chính là đường thẳng delta và là giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng BCD. Qua điểm F, dựng đường thẳng song song với CD. Và đường thẳng này sẽ cắt BD tại G. Từ đó chúng ta sẽ suy ra đường thẳng FG chính là đường thẳng delta. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng ABD. Thì chúng ta lại chú ý rằng, thứ nhất, đó là chúng ta sẽ có AB song song với mặt phẳng alpha. Đường thẳng AB nằm trong mặt phẳng ABD. Do đó, giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABD sẽ là một đường thẳng song song với AB. Ngoài ra thì chúng ta có điểm G là giao tuyến của hai mặt phẳng ABD và mặt phẳng alpha. Do đó giao tuyến của chúng ta chính là một đường thẳng đi qua G và song song với AB.
Xác định giao tuyến. Xác định giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng ABD. Với mặt phẳng ABD thì chúng ta sẽ có đó là AB song song với mặt phẳng alpha. Đây là theo giả thiết chúng ta có AB nằm trong mặt phẳng ABD. Nằm trong mặt phẳng ABD. Do đó giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABD sẽ là một đường thẳng, chúng ta gọi là đường thẳng A nhỏ. Đường thẳng A nhỏ thì chúng ta có đặc điểm đó là đường thẳng A nhỏ này sẽ song song với đường thẳng AB. Ngoài ra thì đường thẳng A nhỏ sẽ đi qua G. Và điểm G sẽ thuộc đường thẳng A nhỏ. A nhỏ trong mặt phẳng, trong mặt phẳng đó là ABD. Trong mặt phẳng ABD, chúng ta sẽ dựng đường thẳng qua G song song với AB. Dựng đường thẳng GH song song với AB. Trong đó H của chúng ta là thuộc AD. Thuộc AD. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào hình vẽ. Cùng nhau hình vẽ. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ rút ra được rằng thiết diện của chúng ta chính là tứ giác EFGH. Thiết diện của chúng ta chính là tứ giác EFGH. Vậy thì từ trên chúng ta có nhận xét gì về tứ giác EFGH? Chúng ta cần chú ý như sau. Chú ý. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh tứ giác EFGH là hình bình hành. Thì thứ nhất, theo cách dựng trên thì chúng ta sẽ có EF song song với HG vì cùng song song với AB. EF song song với HG vì cùng song song với AB. Cùng song song với AB. Thứ hai đó là chúng ta sẽ có EH song song với FG vì cùng song song với CD. Song song với FG vì cùng song song với CD. Cùng song song với CD. Thì chúng ta nhớ đến dấu hiệu nhận biết một hình bình hành. Tứ giác có các cạnh đối song song với nhau sẽ là hình bình hành. Từ đây chúng ta rút ra tứ giác EFGH là hình bình hành. Là hình bình hành. Như vậy thiết diện của chúng ta là một hình bình hành. Từ định lý 2 thì chúng ta sẽ suy ra một hệ quả quan trọng như sau. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng nếu có cũng song song với đường thẳng đó. Ở đây cô cho đường thẳng cho mặt phẳng alpha song song với đường thẳng D. Hệ quả chúng ta có thể viết như sau. Cho đường thẳng D song song với mặt phẳng alpha, đường thẳng D song song với mặt phẳng beta. Ngoài ra thì giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta là đường thẳng D phẩy. Là đường thẳng D phẩy. Và từ đây chúng ta rút ra được rằng đường thẳng D sẽ song song với đường thẳng D phẩy. Song song với hai đường thẳng D phẩy. Thì chúng ta biết là hai đường thẳng chéo nhau thì không thể cùng nằm trong một mặt phẳng. Tuy nhiên thì chúng ta có thể tìm được mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. Và chúng ta sẽ có định lý sau đây thể hiện tính chất đó. Chúng ta cho hai đường thẳng chéo nhau thì khi đó sẽ có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 2, đó là phần bài tập. Bài 1 thì cho hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng. Ý A đó là gọi O và O phẩy lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF. Yêu cầu chứng minh rằng đường thẳng OO phẩy song song với các mặt phẳng ADF và mặt phẳng BCE. Trước tiên chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết ý A như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau vẽ hai hình bình hành đó là ABCD và ABEF. ABEF. Sau đó chúng ta dựng O và O phẩy lần lượt là tâm của hai hình bình hành. Thì khi đó O và O phẩy đóng vai trò là giao điểm hai đường chéo của hai hình bình hành. Hai hình bình hành. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh OO phẩy song song với mặt phẳng ADF và OO phẩy song song với mặt phẳng BCE như sau.
Thì chúng ta biết rằng tứ giác ABCD của chúng ta là hình bình hành. Vậy thì chúng ta sẽ có tính chất đó là O, giao điểm của hai đường chéo chính là trung điểm của mỗi đường. Trung điểm của mỗi đường, tức là chúng ta sẽ có O là trung điểm của BD, O là trung điểm của AC. Hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ có O phẩy là trung điểm của AE và O phẩy là trung điểm của BF. BF. Bước đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh OO phẩy song song với mặt phẳng ADF bằng cách chúng ta chỉ ra là OO phẩy song song với DF. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh như sau. Vì O và O phẩy lần lượt là tâm của các hình bình hành. Vì O và O phẩy lần lượt là tâm. Lần lượt là tâm của các hình bình hành. Của các hình bình hành. Đó là ABCD. ABCD và ABEF. ABEF. Từ đây chúng ta sẽ rút ra được rằng O là trung điểm của AC và BD. O là trung điểm của AC và BD. O phẩy là trung điểm của AE và BD. O phẩy là trung điểm của AE. Của AE và BF. Và BF. Thì chúng ta biết khi O của chúng ta là trung điểm của BD, vậy thì chúng ta sẽ có BO bằng 1 phần 2 BD. Hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ có BO phẩy là bằng 1 phần 2 BF. Từ đây chúng ta sẽ rút ra BO trên BD của chúng ta, trên BD là bằng 1 phần 2 BO phẩy trên BF là bằng 1 phần 2. Tương tự chúng ta cũng sẽ có AO trên AC là bằng 1 phần 2 và AO phẩy trên AE là bằng 1 phần 2. Bằng 1 phần 2. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xét tam giác BDF như sau. Xét tam giác BDF. Xét tam giác BDF thì chúng ta đã có tỷ số đó là BO trên BD. BO trên BD là bằng BO phẩy trên BF. BO phẩy trên BF. Vì cùng bằng 1 phần 2. Cùng bằng 1 phần 2. Vậy thì theo định lý Thales, chúng ta sẽ suy ra được OO phẩy song song với DF. OO phẩy song song với DF. Đây là định lý Thales. Định lý Thales. Mà chúng ta sẽ có DF là nằm trong mặt phẳng ADF. ADF. Vậy thì từ hai điều này thì chúng ta sẽ rút ra được đó là OO phẩy của chúng ta sẽ song song với mặt phẳng ADF. ADF. Đây là định lý 1 của chúng ta. Chứng minh hoàn toàn tương tự, chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh OO phẩy song song với mặt phẳng BCE bằng cách chỉ ra OO phẩy song song với đường thẳng CE. Xét tam giác AEC. AEC. Tam giác này của chúng ta có đó là AO trên AC. AO trên AC là bằng AO phẩy trên AE. AO phẩy trên AE vì cùng bằng 1 phần 2. Cùng bằng 1 phần 2. Và từ đây chúng ta rút ra được là OO phẩy song song với CE. Đây là định lý Thales. Định lý Thales. Mà chúng ta biết là CE của chúng ta nằm trong mặt phẳng BCE. Nằm trong mặt phẳng BCE. Từ hai điều này chúng ta rút ra được rằng OO phẩy của chúng ta sẽ song song với mặt phẳng BCE. BCE. Chúng ta có điều phải chứng minh. Tiếp theo ý B. Ý B của chúng ta gọi M và N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABD và tam giác ABE. Yêu cầu chứng minh rằng đường thẳng MN của chúng ta sẽ song song với mặt phẳng CEF. CEF.
Ở bài này thì cô sẽ gọi Y là trung điểm của AB. AB. Khi đó chúng ta sẽ có DI là đường trung tuyến của tam giác ADB. Trên đường trung tuyến DI đó, chúng ta sẽ lấy điểm M sao cho DM là bằng 2/3 DI. Thì khi đó M là trọng tâm của tam giác ADB. Hoàn toàn tương tự, chúng ta cũng sẽ có điểm N là trọng tâm của tam giác AEB, trong đó EN là bằng 2/3 EI. IB gọi Y là trung điểm của AB. Thì để chứng minh được MN song song với mặt phẳng CEF thì cô sẽ có chú ý như sau. Thứ nhất, chúng ta nhận thấy rằng mặt phẳng CEF của chúng ta cũng chính là mặt phẳng CEFD. Do đó để chứng minh mặt phẳng đường thẳng MN song song với mặt phẳng CEF, chúng ta sẽ chứng minh đường thẳng MN song song với mặt phẳng CEFD. Muốn vậy, chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh đó là đường thẳng MN sẽ song song với đường thẳng DE. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh như sau. Chúng ta nhận thấy đó là mặt phẳng CEF, sẽ trùng với mặt phẳng CEFD. Thứ hai, chúng ta sử dụng đến tính chất trọng tâm của tam giác. Vì N là trọng tâm của tam giác AEB, vậy thì khi đó chúng ta có tỷ số IN trên IE là bằng 1/3. Tương tự, vì M là trọng tâm của tam giác ADB, vậy thì theo tính chất trọng tâm tam giác, chúng ta có tỷ số IM trên ID là bằng 1/3. Vì N là trọng tâm tam giác, ABE. Từ đây chúng ta sẽ rút ra được IN trên IE. IN trên IE là bằng 1/3. Tính chất trọng tâm tam giác. Tương tự, vì M là trọng tâm tam giác. Vì M là trọng tâm của tam giác ADB. Do đó chúng ta cũng sẽ có đó là IM. IM trên ID. ID là bằng 1/3. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nhìn vào tam giác IED. Tam giác này có gì đặc biệt? Thì theo trên chúng ta đã chỉ ra là tỷ số IN trên IE bằng với IM trên ID vì cùng bằng 1/3. Vậy thì theo định lý Thales, chúng ta sẽ rút ra được NM song song với ED. Xét tam giác IED. Chúng ta có đó là IN trên IE. Là bằng IM trên ID. Vì cùng bằng 1/3. Từ đây chúng ta sẽ rút ra được rằng NM sẽ song song với DE. Mà đường thẳng DE của chúng ta lại nằm trong mặt phẳng đó là CEFD. Từ hai điều này chúng ta sẽ rút ra được rằng đường thẳng NM sẽ song song với mặt phẳng CEFD, hay chính là đường thẳng NM song song với mặt phẳng đó là CEF. Chúng ta có điều phải chứng minh. Bài 2 của chúng ta như sau. Cho tứ diện ABCD và trên cạnh AB lấy một điểm M. Gọi alpha là mặt phẳng đi qua M và song song với hai đường thẳng AC và BD. Ý A đó là yêu cầu tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha với các mặt của tứ diện. Và ý B đó là thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng alpha sẽ là hình gì? Bài 2. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng ABC như sau. Ý A, tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha. Và mặt phẳng ABC. Thì chúng ta nhận thấy rằng, thứ nhất, theo giả thiết thì chúng ta đã có đó là AC song song với mặt phẳng alpha.
ta có AC song song với mặt phẳng alpha. Đường thẳng AC nằm trong mặt phẳng ABC. ABC, chúng ta gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABC là đường thẳng D. Là đường thẳng D. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng đó là điểm M của chúng ta nằm trong mặt phẳng alpha. Điểm M của chúng ta nằm trên đường thẳng AB, do đó cũng nằm trong mặt phẳng ABC. Vậy thì chúng ta rút ra được rằng điểm M sẽ thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABC. Alpha giao với mặt phẳng ABC. Từ bốn điều này thì chúng ta sẽ rút ra giao tuyến D của chúng ta. Giao tuyến D sẽ là một đường thẳng đi qua M. Đi qua điểm M. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có đường thẳng D song song với đường thẳng AC. Do đó trong mặt phẳng ABC qua điểm M, chúng ta dựng MN song song với AC, trong đó N của chúng ta thuộc đường thẳng BC, thì khi đó đường thẳng D của chúng ta chính là đường thẳng MN. Trong mặt phẳng ABC thì chúng ta sẽ dựng đó là đường thẳng MN song song với đường thẳng AC, trong đó N của chúng ta là thuộc BC. Vậy thì khi đó chúng ta sẽ rút ra đường thẳng D chính là đường thẳng MN. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng BCD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng BCD. Thì chúng ta biết rằng thứ nhất đó là chúng ta có đường thẳng BD song song với mặt phẳng alpha, đây là giả thiết. Thứ hai, chúng ta có đường thẳng BD nằm trong mặt phẳng BCD. Chúng ta gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng BCD là đường thẳng A nhỏ. Chúng ta biết là điểm N nằm trong mặt phẳng BCD. Ngoài ra điểm N cũng thuộc mặt phẳng alpha. Do đó điểm N của chúng ta sẽ thuộc giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng BCD. Vậy thì từ bốn điều này chúng ta sẽ rút ra đường thẳng A nhỏ của chúng ta sẽ là đường thẳng đi qua N. Và đường thẳng A nhỏ sẽ song song với BD. Do đó trong mặt phẳng BCD, từ điểm N chúng ta dựng đường thẳng NP song song với BD, trong đó P của chúng ta thuộc đường thẳng CD. Vậy thì khi đó đường thẳng A nhỏ của chúng ta chính là đường thẳng NP. Trong mặt phẳng BCD, chúng ta dựng NP song song với BD, trong đó điểm P thuộc đường thẳng CD. Từ đó chúng ta rút ra đường thẳng NP chính là đường thẳng A. Cuối cùng, chúng ta tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng ACD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ACD. ACD thì theo giả thiết chúng ta đã biết rằng đường thẳng AC là song song với mặt phẳng alpha. AC song song với mặt phẳng alpha. Đường thẳng AC lại nằm trong mặt phẳng ACD. Chúng ta gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ACD chính là đường thẳng delta. Ngoài ra chúng ta có điểm P là thuộc giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ACD. Vậy thì từ bốn điều này chúng ta sẽ rút ra đường thẳng delta sẽ là đường thẳng đi qua P và đường thẳng delta của chúng ta sẽ song song với đường thẳng AC. Do đó trong mặt phẳng ACD, từ điểm P chúng ta dựng một đường thẳng song song với AC, cắt AD tại điểm Q. Khi đó đường thẳng PQ của chúng ta chính là đường thẳng delta. Trong mặt phẳng ACD thì chúng ta dựng PQ là song song với AC, trong đó Q là thuộc AD. Chúng ta tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng ABD.
ABD thì dựa vào hình vẽ chúng ta suy ra giao tuyến chính là bằng bằng MQ, bằng MQ. Ngoài ra thì chúng ta chú ý rằng chú ý đó là chúng ta có chúng ta có đó là BD, BD song song với mặt phẳng alpha. BD nằm trong mặt phẳng ABD. ABD ngoài ra mặt phẳng alpha giao với mặt phẳng ABD là bằng MQ. Bằng MQ. Từ ba điều này chúng ta rút ra đó là đường thẳng MQ, MQ sẽ song song với đường thẳng BD. BD. Như vậy thiết diện của chúng ta thiết diện đó là tứ giác MNPQ. Tứ giác MNPQ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hình như sau. Thì thứ nhất đó là chúng ta sẽ có MN, MN song song với PQ vì cùng song song với AC. Đây là theo cách dựng. Theo cách dựng. Thứ hai đó là chúng ta sẽ có NP song song với MQ, MQ vì cùng song song với BD. Chúng ta đã chứng minh chỉ ra ở trên. Vậy thì tứ giác này có các cạnh đối song song với nhau. Do đó tứ giác MNPQ là hình bình hành. Là hình bình hành. Bài 3 của chúng ta thì cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Yêu cầu xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha đi qua O. Biết rằng mặt phẳng alpha của chúng ta song song với AB và SC và thiết diện đó sẽ là hình gì? Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi hình dựng hình chóp SABCD. Đáy của chúng ta là một tứ giác lồi. Sau đó chúng ta nối AC và BD với nhau. Hai đường thẳng này sẽ cắt nhau tại điểm O. Tại điểm O. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha. Cắt bởi mặt phẳng alpha. Thì chú ý rằng thiết diện mặt phẳng alpha của chúng ta là song song với AB và SC. Trước tiên thì chúng ta cùng nhau đi tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha với đáy ABCD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABCD. ABCD thì chúng ta có thứ nhất đó là AB song song với mặt phẳng alpha. Đây là theo giả thiết. Giả thiết chúng ta có đường thẳng AB nằm trong mặt phẳng ABCD. Nằm trong mặt phẳng ABCD, chúng ta gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng ABCD là đường thẳng D. Là đường thẳng D. Ngoài ra thì chúng ta biết rằng điểm O của chúng ta nằm trong mặt phẳng alpha, điểm O cũng nằm trên mặt phẳng ABCD. Vậy thì điểm O sẽ thuộc giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và beta. Alpha và mặt phẳng ABCD. Từ bốn điều này thì chúng ta sẽ rút ra đường thẳng D của chúng ta sẽ đi qua O. Đi qua O và đường thẳng D sẽ song song với AB. Song song với AB. Do đó trong mặt phẳng ABCD, từ điểm O chúng ta sẽ dựng một đường thẳng song song với AB. Từ điểm O chúng ta dựng một đường thẳng song song với AB. Và đường thẳng này của chúng ta sẽ cắt BC và cắt AD tại hai điểm, chúng ta gọi là điểm M và điểm N. Trong mặt phẳng ABCD qua O dựng đường thẳng song song với AB. Dựng đường thẳng D song song với AB, cắt BC và AD. Cắt AD, BC lần lượt tại M và N. Lần lượt tại M và N. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng SBC. Tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng SBC. SBC thì chúng ta có thứ nhất đó là SC song song với mặt phẳng alpha. Đây là chúng ta có theo giả thiết trong đó đường thẳng SC của chúng ta là nằm trong mặt phẳng SBC.
nằm trong mặt phẳng FBC, chúng ta sẽ gọi giao tuyến của hai mặt phẳng alpha và mặt phẳng FBC là đường thẳng delta. Và chú ý rằng điểm N của chúng ta, điểm N sẽ thuộc giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng FBC. Vậy thì từ các điều trên, chúng ta rút ra delta của chúng ta là một đường thẳng đi qua N. Và delta của chúng ta sẽ song song với SC. Trong mặt phẳng FBC, từ điểm N, chúng ta dựng một đường thẳng song song với SC. Và đường thẳng này của chúng ta sẽ cắt SB tại một điểm, chúng ta gọi là điểm P. Trong mặt phẳng SBC qua điểm N, dựng đường thẳng delta song song với SC, và đường thẳng delta của chúng ta sẽ cắt SB tại điểm P. Bước tiếp theo, bước thứ 3 là tìm giao tuyến của mặt phẳng alpha với mặt phẳng SAB. Thì chúng ta đã có đó là AB song song với mặt phẳng alpha. Đây là giả thiết. Chúng coi có AB là nằm trong mặt phẳng SAB. Chúng ta gọi giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng SAB là đường thẳng D phẩy. Ngoài ra chú ý rằng điểm P của chúng ta sẽ thuộc giao tuyến của mặt phẳng alpha và mặt phẳng SAB. Vậy thì từ các điều trên, chúng ta sẽ rút ra đường thẳng D' của chúng ta là một đường thẳng đi qua điểm P. Và đường thẳng D' của chúng ta sẽ song song với đường thẳng AB. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng hình. Trong mặt phẳng SAB, từ điểm P, chúng ta dựng một đường thẳng song song với AB. Và đường thẳng này của chúng ta sẽ cắt SA tại một điểm, chúng ta gọi là điểm Q. Trong mặt phẳng SAB, chúng ta dựng đường thẳng D' đi qua P, và đường thẳng D' sẽ cắt đường thẳng SA tại điểm Q. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra tiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng alpha chính là tứ giác MNPQ. Cắt bởi mặt phẳng alpha là tứ giác MNPQ. Chúng ta sẽ cùng xét xem tứ giác MNPQ của chúng ta có gì đặc biệt. Thì theo như cách dựng, chúng ta đã biết rằng đường thẳng MN song song với AB, đường thẳng PQ cũng song song với đường thẳng AB. Vậy thì theo tính chất bắc cầu, chúng ta sẽ có hai đường thẳng MN và PQ song song với nhau. Do đó tứ giác MNPQ của chúng ta sẽ là hình thang. Chúng ta có đó là MN song song với AB, PQ cũng song song với AB. Đây là theo như cách dựng. Do đó chúng ta sẽ có MN song song với PQ. Từ điều này thì chúng ta sẽ rút ra tứ giác MNPQ. Sẽ là hình thang. Như vậy trong buổi học ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau được học về vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Dựa vào số điểm chung của đường thẳng và mặt phẳng thì chúng ta sẽ suy ra được vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng. Thì chúng ta sẽ có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, khi đường thẳng D và mặt phẳng alpha không có điểm chung thì khi đó đường thẳng D sẽ song song với mặt phẳng alpha. Trường hợp thứ hai, đó là đường thẳng D và mặt phẳng alpha có một điểm chung duy nhất thì khi đó chúng ta sẽ nói rằng đường thẳng D và mặt phẳng alpha là cắt nhau. Và trường hợp thứ ba, khi đường thẳng D và mặt phẳng alpha có từ hai điểm chung trở lên thì khi đó đường thẳng D sẽ nằm trong mặt phẳng alpha.
Và thì để nhận biết được một đường thẳng song song với một mặt phẳng, chúng ta có thể dựa vào số giao điểm chung của chúng, tức là không có điểm chung. Ngoài ra thì chúng ta có một dấu hiệu, đó là dựa vào định lý 1. Khi đường thẳng D không nằm trong mặt phẳng alpha và D song song với một đường thẳng D' nằm trong mặt phẳng alpha, thì chúng ta sẽ rút ra đó là đường thẳng D song song với mặt phẳng alpha. Chúng ta có định lý 2 quan trọng, đó là cho đường thẳng A song song với mặt phẳng alpha, mặt phẳng beta chứ A và cắt alpha theo giao tuyến là B. Thì khi đó chúng ta suy ra đường thẳng B sẽ song song với đường thẳng A. Từ đó chúng ta sẽ có hệ quả, khi hai mặt phẳng phân biệt mà cùng song song với một đường thẳng, thì khi đó giao tuyến của hai mặt phẳng cũng song song với đường thẳng đó. Trong trường hợp hai đường thẳng chéo nhau thì chúng ta chú ý rằng chỉ có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia. Buổi học ngày hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em vào buổi sau.